Chào mừng tất cả các bạn đã đến cái bài 3 cùng nhau học tiếng Slovakia nha à, Thì thực ra ở trong cái bài số 3 này đó Cái phần mà chúng ta à, quan trọng nhất cần phải học đó chính là cái phần này Đó là mình hỏi về ai đó đang làm gì Thì để trả lời cho cái câu hỏi mà ai đó đang làm gì á, Thì à, tức là chỉ về hành động phải không ạ Thì chúng ta phải học đến những cái động từ À, thì hôm nay cái phần chính trong cái bài ba này à, thì Sunny sẽ chia sẻ với cả nhà à, một số cái động từ cơ bản đầu tiên là nghĩa của cái động từ đó cái thứ hai nữa là cách chia cái động từ đó theo cái ngôi à, ví dụ như ngôi da ngôi ti ngôi on ona ono on, 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 on. hay là ngôi mi ngôi vi ngôi oni oni on. tức là chia theo cái chủ, chủ sở hữu chủ ngữ ví dụ như là tôi bạn À, gì đó thì à, và cách thứ hai cái cái phần nữa là à, chia ở hiện đây thì đi sẽ giới thiệu với mọi người là chia ở cái thì hiện tại nha còn cái vấn đề về thì quá khứ hay là thì tương lai á à, thì chúng ta sẽ học trong những cái phần tiếp theo thì ví dụ như à, mình muốn hỏi ai đó là đang làm gì ví dụ như mình hỏi là bạn của mình à mày đang làm gì vậy à, thì người đó sẽ trả lời lại là ví dụ à tôi đang đọc sách tôi đang nghe xem phim tôi đang à, đi du lịch hay là tôi đang đi làm ví dụ như vậy à, thì thì để hỏi thì mình sẽ sẽ hỏi như thế nào thì như mọi người hãy nhìn ở đây á, thì chúng ta ở đây ở đây thì chúng ta sẽ có hai cách hỏi thứ nhất là mình hỏi về bạn À ở đây là chorobish có nghĩa là bạn đang làm gì vậy Đạn ở đây có nghĩa là một người và cái chorobish thì này mọi người biết là nó chia cho ngôi ti, chia cho ngôi ti. À, và cái từ Chorobiche thì chia cho ngôi vi. Cả hai cái này thì Sunny đã nói nhiều lần. Thì cái, đối với cái ngôi ti này là mình hỏi ai đó đang làm gì. Mà cái người đối tượng được hỏi đó là à, một cái người mà mình quen biết là bạn bè thân thiết hoặc là cái người nhỏ tuổi hơn mình. Thì mình sẽ dùng là từ Chorobiche. Còn nếu như cái người đó là người lớn tuổi hơn mình Mình thể hiện sự trang trọng đối với người đó Có thể người đó là khách hàng của mình Có thể người đó là giáo sư Có thể người đó là bác sĩ Có thể là ông bà hoặc bố mẹ của mình Thì mình sẽ dùng cái từ là Chorubiche đó tức là hỏi ai đó đang làm gì thì cái phần này đầu tiên là chúng ta biết cái từ robish và cái từ robiche này nó được hình thành từ cái từ gì đó là cái động từ robich động từ robic này có nghĩa là làm. Có nghĩa là làm thì nó nó là động từ nguyên mẫu thì họ tất cả những động từ mà nguyên mẫu thì nó có có cái cái âm âm tiết cuối cùng là âm chờ này. Đó. À, thì cái động từ này là động từ robic thì mọi người hãy xem ở đây người ta chia cái động từ robic này à, theo ngôi thì người ta chia như thế nào. Thứ nhất là ngôi da có nghĩa là tôi phải không ạ? Thì người ta sẽ nói là robim thì người ta sẽ nói là robish on Ona ono thì người ta sẽ nói là robi ngôi mi người ta sẽ nói là robime ngôi vi người ta sẽ nói là Robiche còn một cái ngôi nữa người ta chưa ghi ở đây thì cái đó chúng ta sẽ học sau ha à, và khi để mình muốn nói có nghĩa là tôi làm nè robim là tôi làm còn ví dụ mình muốn nói phủ định lại Tức là tôi không làm Thì mình sẽ nói như thế nào Tức là ở đây mọi người sẽ thấy Người ta sẽ cho thêm cái chữ nghe này vào Người ta sẽ cho thêm chữ n-e Phía trước cái động từ đó Thì nó có nghĩa là phủ định Nhe robim Nhe robich Nhe robime Nhe robiche Đó có nghĩa là tôi không làm Nó phủ định lại à, cái tụm từ thứ hai ở đây là từ varic. Từ varic có nghĩa là nấu, nấu ăn đó mọi người. Thì chia cho ngôi theo đây. Thì da sẽ là varim, ti là varish, on, ona, ono là vari, mi, varime, vi, variche. Và tương tự ở phủ định thì thêm chữ nhe ở phía trước thì mọi người ở đây khi qua hai cái ví dụ này hai cái động từ này à, nó có chung là gì ạ à, nó có cái đuôi là đuôi ít nó một cái chung thứ nhất là chúng ta thấy nó có đuôi giống nhau đó là tận cùng là chữ ít y đó thì sau khi chia ở đây mọi người thấy là như thế nào ạ sau khi chia xong cho ngôi da à, nó sẽ tận cùng là im cái từ varit này nó cũng y như vậy nó cũng là im đó và qua cái ngôi ti thì nó là is và từ này nó cũng y như vậy đó thì tương tự như vậy mọi người thấy là cái cách chia của nó là giống nhau ạ à. nó tận cùng là im nè da thì luôn luôn tận cùng là im đó ti là is và ona ono nó chỉ là y thôi đó thì qua cái đây chúng ta cái người ta chia như thế nào đối với ngôi gia đó người ta bỏ chữ chờ này đi phải không ạ người ta thêm chữ m vào mọi người thấy không ạ người ta thêm chữ m vào làm cho nó to một tí mọi người dễ xem ha đây à, đối với ngôi ti thì cách chia cho động từ mình chỉ cần bỏ chữ chờ này đi ạ bỏ chữ chờ này đi và chúng ta thêm vào chữ s đối với ngôi này thì chúng ta chỉ bỏ chờ thôi ạ à, và để giữ nguyên chúng ta bỏ âm chờ và chúng ta giữ nguyên phải không ạ sorry ở đây đó bỏ âm chờ và giữ nguyên à đối với ngôi mi thì chúng ta sẽ bỏ chờ và chúng ta thêm chữ chữ me vào ạ à. chúng ta thêm chữ me vào đối với ngôi vi thì chúng ta bỏ âm chờ và chúng ta thêm chữ chê vào đó đó là cách chia của cái động từ à mà có cái đuôi là ít thì vậy đây Sydney sẽ tóm lại ở đây cho mọi người dễ nhìn nè thì sau khi chia thì nó sẽ ra ở cái dạng là um, có cái dấu là im hoặc là ish nó i ime và ich đó là ngôi nè, theo ngôi của nó ya ti on, on on no mi và vi đó là cách chia của một cái động từ à, đây là động từ rubic có nghĩa là làm động từ vadic có nghĩa là nấu và khi chia cho ngôi gia ngô ti on ona ono no, mi vi thì chia tương tự như thế này và khi mình muốn nói phủ định thì mình chỉ cần thêm từ nhe ở phía trước đó thì đó là cách chia đầu tiên đối với những cái động từ nào mà nó có đuôi là y chờ à, đây là một cái quy tắc tuy nhiên cái quy tắc này nó không phải áp dụng cho toàn bộ tất cả những cái động từ đều có đuôi y chờ những cái động từ có đuôi y chờ mà nó không được Ừ. nó không được chia theo quy tắc này thì chúng ta gọi những động từ đó là động từ bắt quy tắc đó còn đây là cái quy tắc khi mọi người nắm bắt được cái quy tắc này thì mọi người có thể chia đúng được khoảng 70 hoặc 80 phần trăm đó còn một số động từ thì mặc dù nó đuôi như thế này và nó vẫn chia ở trường nó chia khác thì chúng ta sẽ học sau ha đó bây giờ mọi người ở trình độ A1 thì mọi người chỉ hiểu đến đây thôi còn sau này để chuyên sâu hơn thì mọi người phải học tiếp những cái phần khác đó đó là hai cái động từ đầu tiên sinh ni muốn chia sẻ với mọi người đó là động từ robic và động từ varich à, rồi tiếp theo ở đây thì ở đây người ta sẽ có một cái bài tập nhỏ như thế này à, ở đây người ta ghi tức là người ta à, hướng dẫn mình cách nói khẳng định và phủ định ạ à. ở đây chúng ta thấy gì ạ à? yavarim obet obet tức là bữa trưa bữa ăn trưa đó mọi người từ varim chúng ta đây thấy ở đây là varit nghĩa là nấu varim có nghĩa là tôi nấu trong cái câu này mọi người có thể nói là Ja varim obet hoặc mọi người cũng có thể nói là varim obet mọi người không cần dùng cái từ ja à, thì trong đối với người slovak thì người ta ít dùng cái chủ ngữ hơn bởi vì một người thấy cái động từ nó đã chia theo cái chủ ngữ rồi phải không ạ à? mình nói từ varim không người ta hoàn toàn có hiểu được đó là ai ai nấu đó à, và từ varish đã có nghĩa là bạn nấu cho nên là trong tiếng Slovak thì người ta thường lượt đi cái chủ ngữ, người ta dùng cái động từ thôi thì đã hiểu hiểu được rồi. Trừ trường hợp mà mình muốn nhấn mạnh nhấn mạnh là tôi đó, tôi nấu chứ không phải là ai khác nấu thì mình sẽ nói là già. Yeah. Ví dụ như nó là ủa ai nấu vậy, ai nấu cái này mà ngon à ja yeah, ja yeah. tức là mình muốn nhấn mạnh đó là là tôi hoặc là ti hoặc là on tức là mình muốn nhấn nhấn mạnh cái chủ ngữ thì mình mới đưa cái chủ ngữ vô. Còn thường thường là mình cũng không cần dùng chủ ngữ đâu, nhưng mà tùy mọi người ha. Ha. mọi người thích mới á mới thì mọi người nên nói chung cái chữ chủ ngữ vào để cho mình mình dễ hình dung mà mình dễ học dễ nhớ hơn ha còn bây đây người ta thấy là Peter Peter Vary Obed nè Peter có nghĩa là anh ấy phải không ạ thì nó sẽ chia vào cái ngôi này nếu mình đọc tên riêng của một người thì mình sẽ chia vào cái ngôi on Ona, ono on này Vary Zuzana Vary Mi có nghĩa là chúng tôi là chúng ta nấu bữa trưa các bạn nấu bữa trưa hoặc là ông ấy bà ấy nấu bữa trưa còn khi chúng ta muốn nói tôi không nấu hoặc là bạn không nấu thì chúng ta chỉ cần thêm từ n e phía trước ví dụ ở đây chúng ta sẽ là varish đó varish obet à nhevaris vari đó mọi người tương tự như vậy và tiếp theo ở đây là chúng ta sẽ có thêm cái từ gì ở đây đây là cái từ trí tạch. từ trí tạch này có nghĩa là đọc trí tạch có nghĩa là đọc thì ở đây mọi người sẽ thấy người ta chia như thế nào á ngôi gia thì người ta bỏ cái âm chờ này người ta thêm âm mờ đó ngôi ti người ta bỏ âm chờ người ta thêm âm sờ on ona ono no", người ta bỏ âm chờ và người ta giữ nguyên À, ngôi mi thì chúng ta bỏ âm chờ và thêm từ me và ngôi vi thì chúng ta sẽ bỏ âm chờ và thêm từ từ che đó một người thấy cái cái ký từ trí tạ và cái từ um, rubic hay vari này nó có cách chia giống nhau tức là chúng ta chỉ cần bỏ âm chờ chúng ta chỉ cần bỏ âm chờ và chúng ta sẽ xem mờ đối với cái ngôi là ngôi da chúng ta thêm s với cái ngôi là ngôi à, ngôi ti và ona ono là chúng ta không cần thêm gì cả à, chúng ta không cần thêm gì cả phải không ạ à, đối với cái ngôi mi thì chúng ta thêm chữ me bỏ chờ thêm chữ me đối với cái ngôi à, vi thì chúng ta bỏ âm chờ và chúng ta thêm chữ chê đó như vậy là xong à, thì vậy chúng ta học thêm một cái thứ hai nữa là cái động từ mà tận cùng bằng cái đuôi a chờ động từ tận cùng ở đuôi a chờ thì cách chia rất đơn giản là chúng ta cũng bỏ âm chờ ta thêm mờ thêm sờ hoặc không thêm gì cả hoặc là thêm me hoặc thêm che đó thì sau khi sau khi bỏ ra thì mọi người thấy cái đuôi nó sẽ thành gì là am nè chi nè chi đó chita, ta chi me che đó thì cũng tương tự như vậy xin nói là đây là cái quy tắc này nó sẽ đúng trong khoảng được 80 phần trăm thôi thì có một số trường hợp là tuy là nó đuôi là đuôi ác nhưng mà nó sẽ chia ở cách khác thì cái đó khi nào gặp thì Sunny sẽ giới thiệu với mọi người sau tức là hiện tại là mọi người đã học được hai phần tức nhất là cái động từ đuôi ít và động từ đuôi ác rồi phải không ạ thì cái động từ đuôi ác này chúng ta còn có một cái từ khác nữa ví dụ như đây đây là chúng ta có từ gì ạ bozerat bozerat có nghĩa là xem xem mọi người nhớ nha ghi vào nha mọi người lấy sách ghi vào nha bozerat có nghĩa là xem à, thì nó cũng tương tự như cái đây tương tự như cái đây thì mọi người ngôi da mọi người làm như thế nào chúng ta bỏ âm chờ thêm âm mờ ngôi tí ngôi tí seni nói là như thế nào chúng ta bỏ âm chờ thêm sờ thì bỏ âm chờ nó thành là bo bo ram bozera bozera à chúng ta thêm âm sờ thì đây chúng ta thêm âm sờ vào nó thêm âm sờ vào nó sẽ thành bozeras à ở đây tại sao một người sẽ có một thắc mắc đó? là cái từ này nó âm a nó lại là âm a chứ không nó có dấu ở đây cái từ tri tam này thì âm a này giữ nguyên chỉ cần thêm âm m nhưng mà cái từ này âm a lại thêm dấu ở à, chỗ này mọi người có một cái chú ý là đối với cái động từ này nè cái từ trí cái trước nguyên âm a này là nguyên âm y mà âm y này là y dài y cho nên khi chia ở đây á, thì âm a này chúng ta sẽ giữ nguyên âm a này chúng ta sẽ giữ nguyên còn đối với từ bozerat trước cái nguyên âm A này nè là nguyên âm E và nguyên âm E này vẫn là E bình thường nó không phải là E dài không phải là E cho nên sau khi chia thì cái âm A này chúng ta phải thêm dấu ở đây là bozeram đó mọi người chú ý nha mình sẽ nhìn vào cái động từ nếu như trước cái nguyên âm này đây cái nguyên âm kìa cặn nó mà một cái nguyên âm mà nó không phải là dạng nguyên âm dài á thì chúng ta sẽ thêm dấu vào đây còn nếu nó là nguyên âm dài rồi thì ở đây chúng ta không cần thêm dấu. Ok, đối với cái động từ này, chúng ta thấy là à, đối với trường hợp cái on no chúng ta chia bằng cách nào? Tức là tấm 3 bỏ âm chờ, bỏ âm chờ thì chúng ta sẽ có là bo ra phải không ạ? Nhưng mà bởi vì cái âm e này nó là nguyên âm ngắn á thì chúng ta âm a này chúng ta phải là a dài. Đó, nó sẽ thành là bo ra Tương tự mi Mi là cách chi của nó như thế nào? Chúng ta nhớ mi là ở đây Thì chúng ta sẽ bỏ chờ và thêm me Bỏ chờ thể thành gì ạ? Bo, ze, ra phải không ạ? Bo, ra à, Nhưng mà bởi vì cái âm e này là âm e ngắn Thì ở đây chúng ta phải là a dài Thì chúng ta thành là bo, ra Và chia ngôi mi thì chúng ta thêm chữ me Thì chúng ta đánh tiếp chữ me vô Đó nó thành thành là bo, ze, Dễ không ạ? tương tự như ở đây nè mọi người thấy ở đây nè chúng ta là à, tương ở như bên đây thì ở phủ định thì chúng ta chỉ cần là thêm từ nhe và nhe bozirash đó nhe bozirash tương tự như vậy mọi người làm tiếp nha rồi đây là cái trường hợp hồi nãy sunny nói nè sunny nói ở đây là nó cũng là động từ có cái đuôi là a a chờ đây cũng là động từ có đuôi là a chờ nhưng mà tại sao một người thấy ở đây nó là ra như thế này T nó vẫn là nó vẫn là kết thúc là mờ nè là sờ nè đó là me là che tuy nhiên cái âm tiết phía trước này nó đã thay đổi nó không còn là a nữa nếu như mình tuân theo cái quy tắc lúc nãy cái từ này nó phải là gì là bí sam phải không ạ nếu mà chia ngô gia nó phải là bi sam phải không ạ? Nhưng không phải nha. Đó là sai. Cái từ này chúng ta phải là e và chúng ta đủ luôn chữ sờ này thì lý do vì sao ở đây một người chú ý cái động từ này chúng ta phải xét tới ba âm tiết tức là đuôi này là chúng ta đang xét cái đuôi sát ừ, cái máy tính nó bị đứng đây Đối với cái động từ này thì chúng ta không xét cái đuôi a chờ không mà chúng ta và xét luôn chữ sờ ở đây. Những cái động từ nào mà cái đuôi nó là là sờ a chờ. Oh sorry. Sờ a chờ. Sờ a chờ. Sờ a chờ, chờ. nghe mọi người chứ không phải là a chờ không mà nó là sờ a chờ thì chúng ta sẽ có một cách chia khác. Tức là chúng đầu tiên á là chúng ta cái chữ sờ a chúng ta sẽ chuyển thành từ sờ e chúng ta sẽ chuyển thành sờ e nhớ nha mọi người mình lấy cái từ sờ a mình sẽ chuyển thành từ sờ e sau đó nếu như ngôi gia thì mình sẽ thêm m ngôi ti mình cũng sẽ thêm sờ ngôi ngôi on ona ono thì mình giữ nguyên cái chữ sờ e này có nghĩa coi như là là không thêm À ngôi mi thì mình thêm me và ngôi vi mình sẽ thêm che đó. Tức đầu tiên là mình sẽ bỏ mình đổi cái chữ s a này thành từ s e. Đổi cái từ s Đổi cái từ sờ A thành sờ E Sau đó chúng ta sẽ thêm m vào ngôi giá Thêm sờ vào ngôi tí Không thêm gì cả vào ngôi, ngôi on, ona, ono on, on, on. Thêm me vào ngôi mí Và thêm à, chê vào ngôi vi Vậy ở đây chúng ta thấy người ta sẽ ghi là Đó Thì mọi người cứ việc là đổi đuôi sờ A thành sờ E Sau đó thêm Thì ở đây thì ví dụ như Ở đây là chúng ta sẽ có cái từ bí sạch Bây giờ Sunny sẽ cho mọi người một cái ví dụ tương tự như là chúng ta sẽ có cái từ gì đây à, Ok, ví dụ như cái động từ này nó là Khmasat Thì nó cũng có cái đuôi là sát Y như hồi nãy Sunny nói ha à, Đây, thì chúng ta sẽ chia như thế nào Ví dụ theo cái quy tắc hồi nãy phải không ạ Thì cái từ s A chúng ta đổi thành s E Thì đây chúng ta là Khmasat và e. vậy không ạ sau đó nếu mà chia ngôi gia thì chúng ta sẽ thêm m vào đó tương tự ví dụ như ở đây thì chúng ta có là cờ má c trước thôi không ạ ngôi ti thì chúng ta thêm âm sơ chúng ta sẽ thêm âm sờ vào đó mọi người thấy dễ không ạ tiếp theo đó là ona ono đó cờ má à, c chỉ là cờ ma c thôi phải không ạ chúng ta sẽ không thêm gì hết đúng không à, tương tự thì cái ngôi là ngôi ngôi mi thì chúng ta là cờ má xế xong rồi thêm gì thêm me m -E vô thêm me cái này nó đó. đó thêm mê à, tương tự ngôi vi sẽ là cờ má sorry. À, cờ má xế thêm che đó thì nó ra ngôi vi à, cái từ cái từ kamasat này có nghĩa là rung là rắc lắc ví dụ như mọi người rung cái cây hoặc là mọi người uh, lắc uh, ví dụ như mọi người cái tiếng anh gọi là shake là rung là lắc đó mọi người đó ví dụ như krasem krasem là tôi rung tôi lắc ví dụ tôi lắc cái cây hoặc là mình mình mình, mình, mình lắc cái gì đó Thế này có nghĩa là um, viết và mọi người chú ý là những cái quy tắc này sinh đi nói cho mọi người thì nó sẽ không đúng hết một trăm phần trăm nha nó sẽ có một số trường hợp bắt quy tắc ví dụ như một có số trường hợp tuy là nó tận cùng là sờ a chờ nhưng mà nó chia là chia theo cái cách như ở trên đây là theo cái 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 cái, cái, cái cùng đuôi a chờ không thì những cái động từ nó nó sẽ không nhiều ví dụ như vậy À, hầu hết những cái động từ mà có đuôi sờ a chờ nó sẽ chia theo cái quy tắc này nó sẽ chia theo quy tắc là nó chuyển thành sờ e xong là thêm M thêm sờ này đó và tiếp theo ở đây là um, chúng ta sẽ tiếp tục đây là cái động từ động từ này thì chúng ta thấy nó có đuôi là gì ạ đuôi là ovat đó mọi người thật chú ý nha cái, um, hôm trước á xin đi có cái chia sẻ riêng những cái video mà về động từ không mọi người hỏi là à khi nào thì biết được là đuôi a chờ là chia theo kiểu a hay là a chờ theo, chia theo kiểu e như thế này thì mình xin đi đã chia sẻ như thế này đây thì tức là mình sẽ có một số trường hợp đặc biệt ví dụ mình thấy nó có sờ a chờ thì mình sẽ chia theo cách này Ừ, chứ mình đừng có xét từ a chờ không mà mình thấy a chờ nhưng mà trước a này là âm sờ sờ a chờ thì mình phải chia theo cái cách này ha À đó thì nó sẽ đúng khoảng 80 phần trăm còn nếu những cái từ khác bắt quy tắc khác thì tự nhiên trong quá trình học thì mọi người tiếp xúc mọi người sẽ biết ngay cả sinh bây giờ sinh cũng không biết hết được tất cả những cái từ thì sinh giáo viên dạy là như thế này thì sinh truyền đạt lại cho mọi người và những cái quy tắc này thì nó sẽ đúng được khoảng 80 phần trăm cho chúng ta đó thì tương tự ví dụ cái này nó cũng a chờ nhưng mà nó là o over a chờ nghĩa là over thì mọi người phải chia như thế này tức là một cái động từ đó mọi người phải nhìn thử đầu tiên nó là a chờ hay là y chờ nếu a chờ thì nó có nằm trong cái quy tắc là sờ a chờ hay không hay là nó nằm trong cái cái quy tắc là over a chờ nếu mà nó sờ a chờ thì mình sẽ chia theo cái cách này còn nếu mà nó nằm over a chờ thì mình sẽ chia theo cách này thì cái cái cách đối với cái đuôi mà over chờ thì mọi người sẽ bỏ cái đuôi over chờ này, mọi người sẽ đổi thành là ký tự u D. Mọi người đổi cho Cindy, mọi người bỏ cái over chờ này thành cái u G, e. Sau đó, cái ngôi da thì mọi người thêm m ngôi ti thì mọi người thêm âm sờ, à, ngôi ona ono thì mọi người không thêm gì cả, ngôi mi thì mọi người thêm từ me và ngôi chi thì mọi người thêm từ che, nó hoàn toàn giống nhau nha, nó hoàn toàn giống nhau nha cả nhà, đó. À, thì như vậy thì đối với ở đây chúng ta thấy là như thế nào ạ? đầu tiên thì chúng ta sẽ à, từ nuôi da, thì đầu tiên cái đuôi over a chờ mình đầu tiên mình đánh từ sờ này tu nè, chữ đời là giữ nguyên phải không ạ? để Cindy xóa cái này đi. Cindy làm lại cho mọi người xem cho mọi người dễ biết nè Đây. ví dụ như đây. Theo cái quy tắc Cindy mới hướng dẫn một người đầu tiên một người ghi lại là to the nè, đúng không ạ? Cái đuôi và a mình bỏ đi, mình đổi thành có u e, đúng chưa? Sau tiếp tục Đối với cái ngôi ngôi da mình sẽ thêm m là xin đi đánh m vô Đó nó thành là stu du yem Đó tương tự cái ngôi này, ngôi ti Đầu tiên chúng ta là stu Đó, cái ô vát chúng ta sẽ đổi thành uge Được chưa? Cái ngôi ti thì thêm s thì chúng ta thêm s Nó thành là stu du yes Đó, kiên tương tự ngôi on ona ono on sẽ là stu đu ye yeah. đó à, ngôi mi sẽ là sơ tu du dê mê ngôi vi là sơ tu du dê che đó mọi người nó rất rất là đơn giản phải không ạ à? đó mọi người sẽ chú ý nha đối với cái đuôi a tờ a chờ sẽ có là a chờ sau đó chúng ta sẽ xem từ phía trước a nó có phải là sờ a chờ hay không hoặc là nó có phải là over a chờ hay không nếu nó là sờ a chờ thì chúng ta sẽ chia theo cái quy tắc này thì bỏ sờ a thành đậu thành sờ e sau đó sẽ theo quy tắc cũ là thêm m, thêm s như thế này đối với nó là over a chờ thì chúng ta bỏ cái đuôi over a chờ chúng ta chuyển thành cái đuôi uje yeah, và sau đó chúng ta cũng sẽ là thêm m hoặc là thêm s, hoặc là không thêm gì cả hoặc là thêm me hoặc là thêm che vào cái cái chỗ này chữ e nó nhảy xuống dưới đó uh, thêm che vào cái, cái 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 theo cái ngôi của nó như vậy đó là hồi nãy giờ chúng ta đã đọc qua đuôi ít, đuôi at đuôi sát, đuôi ovat thì cũng như tương tự đôi đây người ta có một cái động từ này là động từ mát có nghĩa là có mọi người nhớ ghi cái nghĩa vào nha từ mát có nghĩa là có thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái quy tắc à, lúc nãy thì nó tận cùng là a chờ thì chúng ta là gì bỏ chờ thêm m đây mà cái từ mát này thì phía trước này nó không không có cái thì chúng ta sẽ thêm a A dài vô đây à, nó khó trước nó không có nguyên âm ạ. thì chúng ta áp dụng theo nguyên tắc cũ chúng ta m a và chúng ta thêm s đó à, mi là sẽ là ma mè vi sẽ là ma chè đó rất rất là dễ luôn phải không ạ nãy giờ là chúng ta đã học à, động từ có đuôi là ít nè động từ có đuôi là at đuôi sát và đuôi ovat thì dù chúng ta thấy một cái quy tắc riêng á, dù nó là động từ đuôi gì đến nữa thì khi sau khi chia cho ngôi da thì nó sẽ tận cùng là m chia cho ngôi ti uh, thì nó sẽ tận cùng là s chia cho ngôi on ona ono thì nó là tận cùng là là không không có gì cả không có m cũng không có s chia cho ngôi mi thì nó tận cùng là me phải không ạ nó tận cùng là me chia cho ngôi vi thì nó tận cùng là che đúng chưa ạ đó đây là cái đây thì trong đó là chúng ta thấy là à, đối với cái động từ mà đuôi ví dụ như động từ từ ta có đuôi là ít giống như là chúng ta sẽ có từ gì ạ hovorich Hovorich thì chúng ta sẽ chia như thế nào là da ho vo, ugh, yeah, ugh, bởi vì cái trước âm nguyên âm y này là âm âm o nó không phải là o dài thì ở đây chúng ta sẽ đổi thành dài thì là im à, chúng ta sẽ có là ti ho vô rich on on na on no ho ri ho vô Ríme và Hồ Vô Đó à, Ví dụ như à, đuôi át Thì chúng ta sẽ có Ví dụ như chúng ta có động từ gì ạ Động từ Vô Vô Sa Phải không ạ Vô Sa Thì chúng ta sẽ có là gì ạ Sa Vô Vô làm. Yasa volam lam, giá sa vô lam, hoặc là giá uh, vô lam, uh, ti sa vô, ti sa vô lash, vô lash đó tương tự như vậy uh, vô lash, vô la, vô la me vô la che nó sẽ đi viết cái từ nào động từ không cho nó nhanh nha vô lá vô lá mé và vô lá chê đó thì sau tiếp tục đối với à, động từ có đuôi sát sát thì chúng ta phải vô làm là chúng ta chuyển à, chuyển cái a, a s a Chờ thành gì ạ? Thành S e. Đó, đầu tiên bước 1 là chuyển cái sơ a chờ thành sơ e. Sau đó là áp dụng như tương tự là chúng ta sẽ um, thêm, uh, thêm, m, thêm, S, thêm thêm m, thêm Sờ, thêm thêm m chúng ta sẽ thêm m hoặc thêm s hoặc không thêm gì cả hoặc là thêm me hoặc là thêm che tương tự như như cái cái những cái trường hợp hồi nãy vào thôi thì chúng ta sẽ có ví dụ là cái từ bí sạch có nghĩa là viết thì tôi viết sẽ là bí bí sơ xem bạn viết sẽ là bí sếch à, anna viết sẽ là bí sẽ à, chúng ta viết sẽ là à, bi mé và các bạn viết sẽ là bi Xe chè đó à, và cái đuôi và cuối cùng ngày hôm nay chúng ta học đó chính là động từ có đuôi là o -vát". o vát thì chúng ta ví dụ chúng ta có cái ví dụ như là động từ à, studovat hoặc là động từ gì ta mình không nhớ ra nổi lấy y ví dụ cũ đây studio studio vat hỏi mặt à. thì đối với động từ có đuôi um, uh, ovat thì đầu tiên bước một chúng ta sẽ làm gì ạ chúng ta sẽ đổi chuyển uh, chuyển cái đuôi chuyển uh, cái đuôi ovat thành cái đuôi là gì u u dè sau đó chia theo từng ngôi ví dụ như ngôi ngồi gia thì chúng ta sẽ trở thành là du u ye u cái ngôi ti thì chúng ta sẽ là u ye u yes đó người ona ono là u ye u ye và u ye che đó thì tương tự cái đây chúng ta sẽ nhận gì đây chúng ta sẽ có là sơ tu du yem ti sợ tu đủ on no no tu đủ ye mà mi sợ tu ye me vi sợ tu ye che đó dễ không cả nhà rất dễ luôn phải không ạ à? đó đó là cái phần ngày hôm nay Sunny muốn truyền đạt muốn gửi lại cho mọi người mọi người chú ý tóm tắt lại là động từ có đuôi là y chờ a chờ s a chờ o over a chờ đó là hôm nay động từ bốn cái loại động từ mọi người cần phải nhớ đó là đuôi đuôi y chờ, đuôi a chờ, đuôi s a chờ và đuôi over a chờ đó mọi người nhớ dùm sunny nha à, bây giờ thì à, bye bye mọi người à, clip tiếp theo thì sunny sẽ chia sẻ thêm à, một số cái cái động từ khác và mọi người um, sunny sẽ cho mọi người một số cái ví dụ ha à, mọi người sẽ xem ở cái comment nha ở phía dưới cái comment đó, sunny sẽ à, cho một số cái động từ nguyên mẫu và sunny sẽ cho mọi người cái nghĩa luôn sau đó mọi người hãy chia à, giúp sunny và gửi lại sunny nha Okay, bye-bye.